con đấy. Hello, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Thì chúng ta mua phẩm, mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta khi khách hàng mang vào một con xe SH ở trạng thái như thế nào. Và có nhiều anh em hỏi hệ thống sạc thế này chạy lại nhanh hết pin. Thì cái này hệ thống sạc không sạc nó chỉ là một nốt nhạc thôi nha quý vị. Thì anh em hy vọng rằng chia sẻ trên 50 like nhá. Mỗi người chia sẻ khoảng 50 nhóm like, bấm like, chia sẻ, mình sẽ demo cho mọi người trên con xe SH. Rồi bây giờ cũng là 12:30, Tuấn làm phiền anh em muội trưa một chút xíu. Mọi người lắng nghe clip này nó cực kỳ là hay và thú vị. Thì hy vọng rằng anh em hãy chia sẻ, like, bổ quả sẻ nha. Rồi, để khách hàng mang con xe vào, chúng ta biết đường để chúng ta xử lý trong vòng một nốt nhạc. Chia sẻ mọi người ơi. À, chia sẻ nha. Chia sẻ. Hello Hoàng Đình Hiếu, bất động sản. Bữa nay giới sửa xe toàn làm bất động sản hết rồi. Tôi chúc tất cả anh em giới sửa xe trong tương lai ai ai cũng là một ông bất động sản. Bất động sản. Cảm ơn mọi người. Rồi, remote ở đây. Và hôm nay thì Tuấn sẽ mô phẩm cho anh em thiết bị máy chẩn đoán mô tô scan và mô tô bốc hàng bền bỉ châu bò theo năm tháng. Đặc biệt cái này được va đập thì cực kỳ là bền bỉ. Và chúng ta phải làm sao trên cặp mô tô scan và mô tô bốc buổi trưa nay. Nếu trưa nay quý vị cảm thấy chia sẻ nhiều, mình tiếp tục chia sẻ sâu hơn về hệ thống sạc trên xe của SH 2017, 2018, 2019. Và kể cả SH 2020 nó cũng hoạt động như nhau. Để anh em biết đường, để chúng ta biết nắm bắt, để chúng ta xử lý khi chiếc xe dẫn bộ vào, không cần phải hỏi bất kỳ một người nào. Bởi vì anh em xem cái clip video ở đây nó chuẩn thì không cần phải chỉnh. Em xin chào anh Lương Văn Huy. Chào toàn thể quý vị anh em đang xem live trên cái trang fanpage của Tay Ga Tiến Tuấn. Cảm ơn mọi người. Chia sẻ mọi người. Nhanh lên ạ. Rất mong những cái đồng tình, những cái cánh tay của mọi người chia sẻ, bổ quả sẻ. Rồi, chúng ta hôm nay sẽ được dùng cặp Motoscan 7.0 và Motobox 2.2, tất cả là phiên bản mới nhất hiện tại để chúng ta review trên con xe SH. Rồi, cả nhà chia sẻ nhá. Đấy, OCK. Rồi, mình để cho cam cực nét. Rồi, Motoscan 7.0 chia sẻ anh em ơi. 50 người chơi nhá. Thì buổi tối mình phải dạy online, không có thời gian chia sẻ với anh em. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ được cái gì đó thì mình chia sẻ. Và mình sẽ dùng thiết bị máy chẩn đoán Motoscan và Motobox. Mình sẽ review cho anh em một khúc buổi trưa. Clip sẽ kéo dài trong vòng khoảng 45 phút. Chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 1:15. Cảm ơn mọi người. Chia sẻ cho thầy đi. Đây.
Phía trước của quý vị đang là cặp máy mô tô scan và mô tô bốc và một con xe SH. Hai cái dây đi mấy đứa ơi, ăn bao nhiêu cũng hết, hay bỏ cái dây đi. Yeah. Chia sẻ nhá anh em nhá, chia sẻ đi. Yeah. Chia sẻ nhá. Anh em mỗi người bổ ra khoảng 5-7 nhóm, bấm vào like, chia sẻ dùng một chút xíu. Cảm ơn mọi người. Thank you. Rồi, 36 người chơi, chúng ta chỉ cần còn mười mấy người nữa thôi ạ. Thì hôm nay chúng ta, anh em nào đang sử dụng cặp can và bốc thì mọi người lưu ý chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, thì đây lúc này khách hàng dẫn bộ một con xe SH khá là mới mang vào cửa hàng chúng ta. Thì anh em thợ máy sẽ làm cái gì đầu tiên? Bởi vì không khởi động được, chúng ta sẽ nhấn công tắc đánh thức cho SCU. Thì lúc này xe của khách hàng báo cái lỗi đèn vàng. Báo cái lỗi đèn vàng. Cái này A lên sit top, công tắc mất tác dụng ở trạng thái đèn chữ A. Và cái đèn này là đèn báo hệ thống phanh ABS. Đây. Đèn FI sáng luôn. Và lúc này anh em làm cái gì, bất kỳ ai cũng vậy, một người thợ cần phải bóp thắng nhấn công tắc đề. Xe không có tín hiệu. Thì chúng ta sẽ tư vấn với khách hàng ở trạng thái xe anh chị bị lâu chưa. Khách hàng bảo xe tôi mới dấn qua 2 tiệm. 2 tiệm thì mất thời gian khoảng gần 1 ngày. Nhưng khách 2 tiệm này không xử lý được. Tôi nghe cửa hàng ăn có chuyên môn cao, có thiết bị máy móc, chẩn đoán chuyên nghiệp, motor scan và motor book. Thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải khám bệnh. Bởi vì chúng ta là gì? Chúng ta là một người bác sĩ chuyên sửa xe. Bác sĩ chuyên sửa xe. Và cái nghề này thì chúng ta cũng phải cần có chuyên môn. Chứ không phải là nghề sửa xe gọi là thằng sửa xe được. Thì trong tương lai thì cái nghề sửa xe này chúng ta sẽ là chuyển qua là bác sĩ khám bệnh cho xe máy. Ok, vợ yêu Trần Thị Minh Nguyệt chờ ăn 30 phút. Rồi, em like chia sẻ cho chồng đi. Chồng đang giới thiệu về sản phẩm Motoscan và Motobook. Trần Quang Thái, chào mọi người. Tuấn run, đói, rụp bụp chân tay hết rồi. Rồi, được chưa? Rồi, lúc này thì đương nhiên xe đời mới bây giờ đèn FI thì đương nhiên nó sẽ chất lỗi và đồng thời sẽ không sáng. Thì chúng ta sẽ phải dùng gì? Thiết bị máy chẩn đoán Motoscan. Chúng ta sẽ tháo rời Motobook. Chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, chúng ta tạm thời để mô tô bốc qua một bên. Chúng ta sẽ kết nối với mô tô scan. Anh em sẽ cắm cái rắc đọc lỗi DRC ngay ở đây. Lúc này một thao tác cực kỳ là đơn giản. Chúng ta sẽ nhấn công tắc để mở núm khóa. Rồi, lúc này chúng ta di chuyển tới thiết bị máy chẩn đoán Motoscan hàng bền bỉ châu bò theo 5 tháng. Gọi là châu bò là các bạn biết rồi, khá là bền. Honda Net, ok, Việt Nam. Đình Tuấn đang quay. Quý vị cảm thấy Net bấm cho cái OCK. Cực nét. Nét không ạ? Màn hình nét, quý vị cho bấm xin cái OCK. Cảm ơn quý vị. Quý vị cảm thấy thấy nét, bấm cho cái OCK.
Rồi, được cho màn hình trong suốt hơn, mình sẽ vệ sinh một chút xíu về màn hình để cho quý vị xem cho nó cực nét. Rồi, chúng ta là cái bóp bàn chải đánh răng. Rồi. Rồi, trước đầu tiên là chúng ta đánh răng. Cái thứ hai chúng ta sẽ làm vệ sinh của bền thì tại người. Rồi. Lúc này quý vị sẽ nhìn màn hình chắc chắn sẽ là nét hơn. Đấy, trước tiên là đánh răng. Cái thứ hai là chúng ta vệ sinh thiết bị máy chẩn đoán. Hãy nâng niu bàn tay Việt. Kết nối. Đi chọn SH. Rồi. Chúng ta lưu ý cái này là của SH nhập và BS. Quý vị hãy chọn vào SH 125-150 ESP. Chúng ta sẽ vào phần động cơ, đọc mã lỗi. Rồi, chưa liên hệ được với xe. Đây, lỗi rắc dây nối mất nguồn ECM. Đó, cái này, vậy thì một người có chuyên môn hay là chưa có chuyên môn thì chúng ta phải kiểm tra rắc. Khá là cứng cáp. Rắc DLC khá là cứng cáp. Vậy lúc này rắc của chúng ta đã ok. Nhưng lý do tại sao xe này lại chưa kết nối được với xe thì chúng ta phải luôn đặt một cái câu hỏi: lý do tại sao đây chưa kết nối được với xe. Rồi, chúng ta có thể vào thêm một lần nữa là gì? Thông số hiện hành. Rồi, không đọc được mã lỗi nhưng chúng ta vào thông số hiện hành. Chúng ta vào đúng đời xe, chúng ta lại nhìn thấy gì? Nhiệt độ máy âm tới 40 độ C. Khá là thú vị cho buổi trưa nay. Quý vị vừa xem live vừa chia sẻ cho người dẫn chương trình như tôi để mang lại clip video này hiệu quả hơn, chuẩn chỉnh hơn, thành công và tốt đẹp hơn nữa. Rồi, cái này đang có sai ở vị trí về cái thông số hiện hành. MAB đang chỉ là 6K3 và điện áp nó chỉ có 39mV. Gốc mở bấm ga hiện tại đang là 57.0 và vị trí của nó là điện áp là gì? Nó chỉ có 136mV, rất nhỏ. Và tốc độ máy hiện tại nó đang báo là no 66 vòng trên phút góc đánh lửa. Thời gian phun hầu như nó đang sai lệch khá là nhiều trên một con xe. Cảm biến O2 tất cả đều sai lệch, nó sẽ làm 1072mV ECM tối ưu 0.15. Hệ số môi trường, tốc độ xe 102 km/h, tất cả là đang sai số. Treo toàn tập. Cảm ơn anh Khánh An Moto. Thank you mọi người. Thì lúc này chúng ta sẽ hỏi tiếp tục tư vấn thêm một người khách hàng. Vậy là xe của anh chị này chắc chắn vào hai cửa hàng kia sẽ có một người can thiệp hoặc là nghịch cái gì trên xe của anh chị. Nên hiện tại tới cửa hàng tôi dùng thiết bị máy chẩn đoán Smart Tool nên tôi cảm thấy thông số bị sai lệch, có vẻ đang bị loạn não trong cái bộ ECM là con IC tổng ở phía sau của quý vị. Đây. Thì khách hàng bảo vậy bây giờ xe của em ăn phân tích ra như vậy thì bây giờ chúng ta phải xử lý như thế nào và cái tiền phí nó hết nhiều không ăn. Đấy. Thì lúc này anh Quốc Vương bảo cái này nó nằm trong vòng kiểm soát của em bởi vì em có chuyên môn là một người thợ được đào tạo lâu năm chuyên về hệ thống phun xăng điện tử FI với thiết bị máy chẩn đoán công nghệ cao. Thì khách hàng sẽ hỏi anh Quốc Vương vậy chi phí của em hết khoảng bao nhiêu tiền ở vấn đề này. Thì lúc này anh Tay Ga Quốc Vương sẽ bảo khoảng tầm cái này
em sẽ làm cho chị, nói chung là nó hạn chế không phải thay thế nhiều. Thì cái này chi phí nếu mà chuyên môn của em hiện tại em đang ưu đãi ở cái mùa cuối năm này, em lấy chị 700 nghìn. À cảm ơn anh tay ga Cúc Vương, đẹp trai lại vừa xinh. Em vừa rồi đi cửa hàng kia người ta báo chết cái con gì là con IC, con là đầu tổng gì, người ta bảo với em là 5 triệu. Nhưng em bảo lý do tại sao một con xe đang vô duyên thế này mà lại chết IC. Thì thợ kia bảo tư vấn và bảo cái này nó là linh kiện điện tử, chết là chuyện bình thường chị ạ. Chị có nhu cầu thì thay, tầm giá khoảng 5 triệu Việt Nam đồng. Nên trong cái mùa dịch Covid vừa qua thì em cũng khó khăn, không phải là em đi một con SH này. Em có tiền nhiều, xe này em đang trả góp ở trong head của Honda. Em còn nợ 38 triệu nữa. Đấy, chứ em cũng không phải là một người nhiều tiền mang danh đi con xe SH. Thì lúc này anh Quốc Vương, anh ấy nhận một cái giá 700 bởi vì anh có thiết bị motorcycle và motobox. Thì anh lấy 300 ngàn, khách hàng hỏi đi hỏi lại liệu anh có làm thành công không. Anh tay ga Quốc Vương, anh bảo yên tâm, em làm không thành công thì lúc này em sẽ gửi lại cho chị gái 100 ngàn ngồi chờ. Thì chị gái nếu đồng ý 700 nghìn em sẽ bắt đầu công việc, bởi vì bây giờ em bắt bận đúng, IC của chị đang treo. Đang treo ở trạng thái đang ngủ thôi, cái vấn đề này không chết. Thì lúc này em gái em hỏi tại sao mà mới cửa hàng kia người ta lại bảo chết, khẳng định 100% về con IC 5 triệu chị không thay thì nói chung không ai cứu được. Mà lại đi mang cái tiệm tay ga Cúc Vương nha, anh lại bảo là nó sống bình thường. À, hiện tại nó đang bị treo và ngủ đông. Thôi thì thay vì anh làm cho em đi. Vấn đề anh bảo anh làm không được, anh tặng em 100 ngàn uống cà phê thôi, cái tiền đấy em không lấy đâu. Anh làm không được thì thôi, em thấy cửa hàng anh có chuyên môn cao. Rồi bắt đầu anh tay ga Quốc Vương dùng motorcycle và motobox để chúng ta làm gì trong công việc này. Mời quý vị và anh em đón xem, cảm thấy clip này hay chia sẻ cho Đình Tuấn. Thank you. Xin chào anh Hoàng ạ. Hy vọng rằng quý vị xem clip video của Đình Tuấn giới thiệu về sản phẩm và đồng thời bắt bận trên con xe SH cảm thấy có ý nghĩa với quý vị, một cái tư vấn, một cái chu đáo với khách hàng. Dùng thiết bị máy chẩn đoán trâu bò motorcycle để chúng ta làm lại để kiếm được 700 nghìn của em gái. Thì hôm nay hy vọng rằng mọi người thả like, chia sẻ, follow cho Đình Tuấn. Cảm ơn những cánh tay, những cái bông hồng thả tim mặn mặn để cho người dẫn chương trình như tôi được hoàn hảo hơn. Thank you. Cảm ơn quý vị. Và không để quý vị phải chờ lâu, vào buổi trưa bây giờ cũng là 1 giờ thiếu 15 phút. Mọi người cũng chở xe từ sáng giờ mệt mỏi, bụng đói. Mọi người hãy quay lại màn hình kế tiếp, tôi sẽ trình diễn cho quý vị xem. Thank you. Lúc này mọi người sẽ rút cái rắc của DLC thiết lập vào kết nối với motorcycle, chúng ta vui lòng tháo rắc. Chúng ta sẽ kết nối với motobook, gọi là motobox tùy theo cái cách gọi của mỗi người chúng ta gọi. Chúng ta sẽ cắm vào rắc bên dưới của motorcycle nhẹ nhàng và chúng ta kiểm tra cho nó oxy kê chắc chắn thành công. Đôi tay Việt nâng tầm thợ máy, chúc quý vị chịu khó cố gắng để mang lại sự thành công. Lúc này chúng ta tiếp tục mở khóa điện lên motorcycle www.ddauto.com.vietnam OCK kết nối với xe Honda Net OCK Việt Nam. Có vẻ là tay tôi đang đói, có vẻ là nó đang bị rung, rất mong quý vị thông cảm. Anh em nào về cần về sản phẩm thì comment luôn. Có rất nhiều cái ưu đãi khi mua sản phẩm bên tôi, chọn vào SH. Chúng ta sẽ vào, không vào đọc, xóa, khôi phục thông số nữa. Chúng ta hãy vào cái gì? Hiệu chỉnh AF hoặc là nạp lại phần mềm. Ở đây có hai vấn đề, tùy theo quý vị lựa và chọn để cho nó tương ứng. Hiệu chỉnh hay là nạp. Thì bây giờ một người thợ có chuyên môn thì chúng ta chọn vào cái nào cũng được, hiệu chỉnh AF.
Osike. Ok. Ok. Và quý vị vui lòng tắt máy khóa điện on. Đúng rồi, bởi vì xe không nổ mà. Kết nối can và bốc đang làm việc. Thông tin của bốc là 2.2. Rồi, lúc này cái mã của ECM của xe của các bạn là K78AV11. Bạn muốn tiếp tục hay là không? Ok. Lúc này chúng ta có thể về không hoặc đồng thời chúng ta tăng 4 hoặc là trừ 2 tùy theo quý vị lựa và chọn. Nào, lựa và chọn. Nếu quý vị muốn về không, zin thì bấm ô xì kê. Motosiken đang hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí 0%. Quý khách vui lòng chờ trong khoảng vài giây kế tiếp. Cảm ơn quý anh em. Xin chào anh Nguyễn Hợp, có thể Đình Tuấn sẽ tư vấn cho mọi người trong một cái nhóm học riêng. Yeah. Thank you mọi người. Hãy follow, chia sẻ cho Đình Tuấn để clip này cảm thấy hay hơn buổi trưa nay mọi người ơi, bổ quả sẻ nha. Chúng ta chờ trong giây lát. Coi thiết bị Motoscan và Motobox làm được gì. Hôm nay quý vị cảm thấy yêu cặp máy này hoặc cặp máy mới, vui lòng liên hệ với Đình Tuấn để được tư vấn nhiệt tình và chu đáo. Dạ, lúc này IC đang ngủ thì Motoscan đang hiệu chỉnh, nó đang tìm ra. À, bởi vì ngủ khá là đông. Bắt đầu con số 1 là chúng ta có tia hy vọng lấy được 50.000. 50.000 bắt đầu thì sẽ là 14 lần 50.000, thì chúng ta sẽ ôm trọn gói 700.000 buổi trưa nay của chị gái. Bắt đầu, chúng ta chờ trong giây lát. Thì rất mong quý khách hàng, nếu gặp tình trạng những con xe bị thế này, rất mong quý khách hàng hãy tìm những cửa hàng quen thuộc của mình có chuyên môn về xử lý xe tay ga và thiết bị máy chẩn toán công nghệ cao để chúng ta xử lý. Tránh tình trạng đáng tiếc chúng ta phải thay con IC tầm giá khoảng 5 triệu quá lọc phí, thì bây giờ cửa hàng chúng tôi làm có 700.000, quý vị rẻ hơn được 4.300.000. Tết này quý vị có thể làm một nồi bánh chưng có thật nhiều thịt, hoặc là làm một nồi kho tàu thoải mái để chúng ta ăn 4 ngày Tết. À, có thể làm được thêm vài thùng bia Tiger hoặc là Heineken để chúng ta cùng nhau nâng ni đón chào một năm mới thoải mái với 4.300.000. Tiêu tiết kiệm sẽ không bao giờ hết, bởi vì quý vị đi vào đúng tiệm có chuyên môn. Cảm ơn anh Văn Quyết Mô Tô, chào Nguyễn Khắc Điệp. Cảm ơn anh Khắc Điệp, trình độ của em thuyết trình như kiểu giáo sư, ha ha. Cảm ơn mọi người đã cho em một lời khen, nở cái lỗ mũi rồi. Tiếp tục em sẽ trình diễn hay hơn. Follow, chia sẻ cho người dẫn chương trình như Đình Tuấn đi mọi người. Con gặp ba hả? Con gặp ba rồi, rè lật qua bên rồi. Đây. Anh Tay Ga Quốc Vương ơi, tình trình xe của em sao rồi anh Tay Ga Quốc Vương ơi? Em cứ yên tâm đi, xe của cưng là vào đúng chỗ rồi. Yên tâm, anh chỉ lấy cưng 700.000, anh bảo dưỡng, anh xúc họng ga cho cưng, anh vệ sinh nồi cho cưng luôn. Trời ơi, hôm nay em đi ngay cửa hàng anh trai tốt bụng Tay Ga Quốc Vương. Em yên tâm, cái phần mềm này anh sẽ nạp lại cho em lấy 700.000, anh sẽ kiểm tra xe, bảo dưỡng xúc họng ga kim phun.
Vệ sinh nồi niêu song chảo hệ thống thắng bơm lốp cho em được nhẹ nhàng. Với tiền công nó sẽ là 0 đồng kế tiếp. Trời ơi, ước gì ở trên Việt Nam này ai ai cũng có cửa hàng như anh, tư vấn nhiệt tình và chu đáo. Vậy thì nếu xe của em chạy trơn tru ok, em sẽ giới thiệu cho rất nhiều người bạn và gia đình của em mang một con xe ga có giá trị tới cửa hàng anh ủng hộ và sửa chữa bảo dưỡng. Một lần nữa, Tay Ga Cúc Vương xin chào và cảm ơn chị gái rất nhiều đã tin tưởng cửa hàng Tay Ga Cúc Vương. Cúc Vương nổ cho cái địa chỉ để Đi Tuấn giới thiệu cho khách hàng đến Tay Ga Cúc Vương. Rồi, lúc này quý anh em của thợ máy trong tay ôm trọn tới khoảng 2 xị rồi, 30%. Tay Ga Cúc Vương nổ địa chỉ để người dẫn chương trình như tôi được quảng cáo địa chỉ của anh Tay Ga Cúc Vương. Anh Tay Ga Cúc Vương, anh Tay Ga Xuân Dần cứ comment lung tung. Anh thì hơi bị bậy bậy một tí. Yeah. Vệ sinh bộ ba cảm biến thôi. Yeah. Rồi, mọi người cảm thấy yêu em chia sẻ, đang cái lúc chờ đợi mọi người chia sẻ cho những cái trang nhóm mọi người yêu thích để nhiều anh em thợ được biết đến về sản phẩm nhiều hơn. Rồi, tất cả quý vị ở khu vực Nha Trang có nhu cầu sửa xe Tay Ga với tay nghề chuyên môn thì vui lòng liên hệ với anh Cúc Vương. Địa chỉ là 1580 đường 23 tháng 10 ở Nha Trang. Và anh vui lòng cho em xin số điện thoại ốp lên trên này cho khách hàng cùng biết số điện thoại của anh. Và người ta có thể gọi trực tiếp để được anh tư vấn. Cảm ơn anh Cúc Vương. Dạ, một con SH tầm này hiện tại không còn sản xuất nữa, nó cũng có trị giá trên 80 triệu, giá tiền khá là lớn so với một người trung bình chúng ta đi làm nghề nông. Đây, xe của chị này khá là mới. Khá là mới mẻ trên một con xe SH. Oleo đồng hồ của chị gái mới chạy có 1043 km, khá là mới. Xe mới toan mơ. Rồi. OK. Rồi, tất cả quý vị ở thành phố Nha Trang vui lòng liên hệ với đường dây nóng ăn Tay Ga Cúc Vương, số điện thoại 0927 45 64 36. Vui lòng quý khách vui lòng liên hệ với đường dây nấu. Còn anh em thợ máy có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ vào Đình Tuấn, số điện thoại 0909 755 993. Mình chỉ có trao đổi bán công nghệ. Cảm ơn. Hãy like và share chia sẻ cho mình mọi người ơi, để cho clip của trưa nay nó được hoàn hảo và hay nhất. Chúng ta lúc này lấy được 500.000 Việt Nam đồng, chúng ta chỉ còn 200.000 nữa thôi là chúng ta sẽ cứu được xe này cho chị gái.
Anh em nào quan tâm về thiết bị máy chẩn đoán Motoscan và Motobox có một cái giá cực kỳ ưu đãi, vui lòng liên hệ với Đình Tuấn hoặc chia sẻ cho những người bạn bè thân thiết có nhu cầu sản phẩm thì mọi người vui lòng liên hệ với Đình Tuấn nha. Can và Motobox. Về nhà mọi người có thiết bị máy, mọi người dán cái logo của mình lên để mang thương hiệu đẳng cấp cho cửa hàng riêng của chúng ta. Xin chào anh Cù Đạt. Giá 10 triệu một cặp mọi người ơi, hoặc là 11 triệu có cặp máy mới leng keng, mọi người có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Máy móc hiện tại là xịn sò nhất hiện tại. Có cặp máy mới sử dụng với giá 11 triệu cho cặp cam và motobox. Đặc biệt ưu đãi cho mọi người cho một cái nhóm học online hỗ trợ mọi người nhiệt tình trong lĩnh vực FE. Chốt. Mọi người quan tâm sản phẩm thì mọi người comment trên tay Đình Tuấn đang có cặp Motoscan khá là đẹp và Motobox khá là mới, mọi người vui lòng liên hệ. Giá 11 triệu cho mọi người luôn, tặng mọi người nhóm học online nếu mọi người chưa nay chốt. Nha, 11 triệu. 11 triệu Việt Nam đồng mọi người được tặng nhóm học online. Chốt hôm nay mọi người được quá ưu đãi. Khá là nhiều. Đây. Sát hướng dẫn sử dụng catalog của công ty DD Auto hướng dẫn mọi người Motobox khá là mới. Mọi người quan tâm sản phẩm follow ở phía dưới. Rồi, chúng ta sẽ quay lại tình trạng 91%. Rồi, mọi người quan tâm thì truy cập vào Zalo 0909755993. Cho một nhóm học online luôn mọi người ơi. Tài liệu thì không có thể tặng được, tặng một bộ online bởi vì cặp máy này khá là mới. Mình có lợi nhuận có chút xíu thôi. Mình sẽ tặng follow mọi người một nhóm học online. Đêm nay chúng ta sẽ vào trung tâm học luôn. Đây. Mọi người sẽ được học hết tất cả những dàn xe này từ bài số 1 cho tới bài 17. Được mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trong vòng khoảng 17 đêm. Đây. Rồi, lúc này sẽ là 100%. 100% thành công thì mọi người hãy vui lòng di chuyển tới cái ổ khóa, chúng ta hãy tắt off và chúng ta sẽ mở lên on, tắt off, on. Thì lúc này chúng ta nghe thấy tiếng bơm xăng EE, chúng ta sẽ nhấn khởi động. OK. Vậy lúc này chúng ta đã cứu hoàn thành con IC bị treo do cửa hàng khác làm. Thì vấn đề lúc này chúng ta đã thành công. Tuyệt vời. Anh em nào quan tâm về sản phẩm vui lòng inbox. Với cặp máy này giá 11 triệu chỉ có buổi trưa nay. Nhiệt tình hỗ trợ cho mọi người sử dụng máy. Rồi, Motobox mới tin cho mọi người với đầy đủ cáp và thiết bị nằm ở trong này. Tất cả nó sẽ là phiên bản mới nhất hiện tại.
được cập nhật ngày 20 tháng 12 của 2021. Rồi, máy khá là đẹp. Vậy lúc này chúng ta sẽ rút ra để chúng ta kết nối với MotoScan để chúng ta phân tích dữ liệu. Không sử dụng bốc nữa. Rút bốc. Kết nối với MotoScan. Rất đơn giản cho quý vị sửa chọn. Kết nối Honda Net OCK Việt Nam. SH. Chúng ta sẽ vào dữ liệu thông số hiện hành. Nhiệt độ máy đang là 52 độ C, điện áp sẽ còn 1V6 chuẩn không cần chỉnh, nhiệt độ khí nạp, điện áp đẹp như mơ. MAB dao động cực kỳ là tốt, điện áp thay đổi liên tục. Góc mở bấm ga là 0, điện áp sẽ là 526 mV chuẩn không cần chỉnh. Đẹp luôn. Trang thứ tư. Trang thứ tư. Rồi, clip video đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý anh em đã bỏ ra một buổi trưa một chút xíu để theo dõi clip video của mình. Nếu anh em nào yêu mến, vui lòng truy cập Zalo để chốt được cặp máy ưng ý và được hướng dẫn sử dụng và hệ thống phun xăng điện tử nằm trong cái nhóm học online, thì chúng ta đêm nay sẽ vào học luôn. Đây, khá là mới. Rồi, cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em. Nếu tối nay còn thời gian, Tuấn hẹn mọi người lúc 21:30 mình chia sẻ hệ thống sạc xe này. Nếu bị hết bình, chỉ cần tích tắc chúng ta bắt bận xe này bị cái gì. Khi ở trạng thái hết bình liên tục. Cực kỳ là đơn giản. Và tối nay anh em theo dõi, chỉ cần một người thợ rửa xe, mọi người cũng bắt được bận xe này mang vào không sạc. Không cần có chuyên môn. Rồi, khá là mới nha mọi người nha. Đấy, hộp yếc đầy đủ cho mọi người. Rồi, anh em nào quan tâm sản phẩm. Và có cặp này của Đình Tuấn, anh em nào chốt giá cũng cực rẻ luôn cho mọi người. Như nhau. Rồi, bây giờ cũng là đúng là bao nhiêu? 13:50 giờ chiều. Tuấn xin phép được tạm thời kết thúc clip video tại đây. Chúc mọi người có một buổi trưa ăn cơm ngon miệng. Cần cái gì vui lòng truy cập vào Zalo. Khả năng truy cập vào Zalo cho em. Truy cập vào Zalo đường link của Tuấn Trần Đạt 0909 755 993 để được tư vấn nhiệt tình. Rồi, xin chào quý vị